Xin chào tất cả các bạn. Thì cái năm nay đó các bạn là một cái năm cực kỳ khó khăn, lạm phát tăng cao và nhiều người thất nghiệp các bạn. Thì nó sẽ dẫn đến những cái tình hình trộm cắp rất là nhiều. Thì trong video này đó mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình bảo vệ, mình chống trộm trong cái ngôi nhà của mình. Như các bạn cũng biết á, khi trộm nó leo vô nhà mình đó các bạn, nó sẽ leo lên lầu 1. Và lầu 1 là cái chỗ dễ leo nhất. Ví dụ như nhà gần cột điện hoặc gần lan can, gần những cái cành cây đó các bạn, hoặc gần những cái chỗ nào mà nó leo trèo dễ nhất á, thì nó thường là nó ở lầu 1 ha. Và thường á là trộm trộm vào ban đêm. Và khi nó đã lọt vào nhà rồi đó các bạn, mà mình phát hiện được á, thì nó sẽ trở thành cướp, thành ra rất là nguy hiểm các bạn. Thì chỉ với một cái công tắc tủ lạnh này thôi các bạn, thì mình có thể mình làm được một cái hệ thống chống trộm rất là hiệu quả. Và cái đến đó các bạn mua cho mình một cái chuông cơ các bạn, cái chuông mà gắn trong trường học á, thì ở trên những cái trang mạng á, người ta bán rất nhiều các bạn. Mua cái loại càng lớn càng tốt ha, và một cái bóng đèn. Còn nếu không á thì các bạn sẽ mua cho mình những cái còi hú, cái loại như thế này. Thì cái còi hú này đó nó vừa tích hợp cái tiếng hú và nó vừa tích hợp luôn cái ánh sáng đèn luôn các bạn, rất tiện lợi ha. Và mình ra cái tiệm điện đó thì các bạn sẽ mua cái ống cứng á, mua cái ống luồng dây điện, cái ống cứng đó các bạn, thì nó sẽ có cái loại phi 10, phi 11 á, thì mình về mình lồng nó vô, nó vừa khít cái này luôn. Và thêm một cái móc như vậy nữa các bạn, để mình lắp nó vô. Đó. Nó sẽ cố định như vậy. Thì khi cái cánh cửa tủ á, mà nó đóng vô á, thì cái công tắc này á, nó sẽ mở. Và khi mình mở cái cánh tủ ra thì công tắc này nó bật ra là nó sẽ đóng. Thì nó gọi cái công tắc này á, là cái công tắc thường mở ha. Thì mình sẽ lợi dụng cái tính chất của cái công tắc này đó các bạn. Thì mình sẽ làm cái mạch này. Rồi kế tiếp đó các bạn, mình sẽ đấu hai cái dây vô trong cái đuôi đèn. Rồi đây là cái cặp dây đèn và đây là cái cặp dây chuông, mình tuốt nó ra ha. Thì mình đấu song song hai thằng này vô các bạn. Cái công tắc tủ lạnh này đó các bạn, khi mà mình lắp vào cái móc này á, nó sẽ có một cái điểm yếu các bạn, là nó chạy lên chạy xuống như vậy nè. Thì sau khi mà mình lắp vô rồi đó, thì các bạn dùng keo dán sắt 502 đó, hoặc là dùng cái keo A và B đó, mình thoa lên đây một lớp để mình cố định, mình giữ chết cái thằng này luôn các bạn ơi, không cho nó sụp xịt luôn. Tại vì khi mà nó sụp xịt á, nó chạy cái này á, thì cái công tắc này á, nó sẽ bị mất cái tác dụng đi ha. Ở đây á, là cái cánh cửa mình đi ra vô đó các bạn. Thì khi mình lắp á, là mình lắp ở trên cái góc này nè. Mình lắp ở cái góc trên này nè. Cái góc mà để mình mở ra đó. Tại vì khi mà vừa mới mở ra đó các bạn, là điện nó đóng vô liền ha. Còn nếu mà mình lắp ở cái góc bên này á, thì nó mở ra nhiều như vậy á, thì cái công tắc nó mới đóng được. Với một cái khoảng cách như vậy á, là người á, mình sẽ luồn được vô. Thành ra là mình lắp ở vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ khoan ở cái góc này các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ ha, ở cái cửa bên trên cái cửa thường thường nó sẽ có một cái đà là 10 phân 10 cm, thì bây giờ mình sẽ canh nó nhỉnh hơn một chút xíu ha. Để mình bắt cái móc này vô đó các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ đóng cái cửa này vô ha, và mình sẽ làm dấu nó ngay cái vị trí này. Chứ còn mình bắt ra nó ở tú bên ngoài đó các bạn, thì khi mình lắp cái móc này vô nó sẽ bị cấn cửa, thành ra lúc này mình phải làm dấu. Rồi sau khi mình khoan lỗ xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình đi nẹp ha. Đó, mình đưa nó về đây. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái công tắc này vô nè. Và cái sợi dây xanh này á, là cái sợi dây cấp nguồn, thì mình xỏ hai thằng nó vô luôn. Sau khi mình luồn dây vô rồi đó các bạn, thì mình sẽ đóng cái nắp nẹp lại ha. Đó. Ví dụ như ở những cái chỗ gạch như vậy nè là các bạn, thì mình dùng cái băng keo hai mặt á, thì các bạn dán vô cũng được. Cái băng keo hai mặt nó dính cứng lắm rồi các bạn. Rồi bây giờ hai cái đầu dây này á, mình sẽ đấu vô bên dưới cái CB này thôi các bạn. Đây là cái cặp dây nguồn ra nè các bạn.
Còn đây là cái dây công tắc ha. Thì bây giờ mình sẽ tuốt hai cái đầu này ra. Rồi bây giờ mình lấy một đầu dây nguồn á, mình sẽ mắc nối tiếp với lại một đầu dây của cái công tắc này. Rồi bây giờ mình xoắn vô. Rồi đây là hai cái đầu dây của đèn và chuông các bạn. Là lúc đầu mình đấu song song ha. Thì bây giờ mình lấy một đầu, mình đấu vô một đầu dây nguồn và một đầu còn lại mình đấu vô cái đầu của cái dây công tắc. Rồi sau khi mình đấu nối xong rồi đó các bạn, thì mình khoan từ mình đóng tắc kê ha. Bây giờ mình bắt vô, bắt cố định vô. Và cuối cùng đó các bạn, mình lắp cái đèn này vô luôn ha. Yeah. Rồi sau khi mình đấu nối xong, lắp ráp xong hết rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ test nó ha. Ví dụ như ở đây là cái cửa nè, bây giờ tối mình đi ngủ nè, mình kéo vô mình đóng nè. Thì các bạn nhìn ở chỗ cái công tắc nè, nó sẽ đóng lại. Và dưới này mình sẽ khóa lại. Và bên cái CB này đó các bạn, mình sẽ gài điện vô ha. Mình đưa điện vô á là nó đi qua cái công tắc này và nó dừng tại đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài sân của mình các bạn. Ví dụ ha, ví dụ như trộm nó bẻ khóa nhà mình xong, nó mở ra và nó mở ra các bạn nghe. Và khi lắp cái hệ thống này đó các bạn, thì các bạn nên lắp ở bên trong nhà đó các bạn. Mình không có nên lắp ở ngoài sân như thế này ha. Tại vì ở ngoài sân như thế này, nếu mà trộm mà nó điều nghiêng được đó các bạn, thì nó sẽ phá cái chuông hoặc là nó phá cái đèn. Thì lúc này cái hệ thống của mình nó sẽ không còn hoạt động được nữa các bạn ha. Với một cái cách đấu dây đơn giản như vậy thôi các bạn, và rất là rẻ tiền ha. Thì lúc này các bạn sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình một cách an toàn nhất. Đối với cái chuông này hứa với các bạn luôn, trộm mà nó không chạy thua cái gì mình cũng sẽ thua. Sáng mình dậy thì các bạn nhớ tắt cái này ha, nhớ cúp cái CB này xuống. Và sau đó đó mình mở cửa ra bình thường thôi các bạn. Nếu các bạn xem được video này thì hãy share ra cho nhiều người cùng biết ha. Rồi bye bye các bạn.